Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 27 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trịnh Vĩnh Bình, người hạ bên thắng cuộc. Triệu Phú đời đầu sau năm 1975 và lý thuyết cứu tổ đắm. Trước khi thỏa thuận Singapore vào năm 2006 bất thành, công chúng Việt Nam ít ai biết đến tên Trịnh Vĩnh Bình, mặc dù ông là một trong những triệu phú người Việt đời đầu sau khi xảy ra biến cố năm 1975 với hàng triệu người Việt thất tán và đất nước rơi vào thời kỳ kinh tế bao cấp, đói kém. Sau đó, vốn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, ông Trịnh Vĩnh Bình tự xác nhận ông ghét chính trị vì nó dơ bẩn và chỉ hứng thú với chuyện kiếm tiền, làm giàu, góp phần kiến thiết Việt Nam trở thành quốc gia có tiếng nói trong sân chơi toàn cầu. Nhưng như lời ông nói, câu chuyện của ông chính là một điển hình trong hàng ngàn hàng vạn câu chuyện cho thấy chính quyền Việt Nam đã tự đánh mất cơ hội hiếm hoi để đưa đất nước đi lên theo hình thẳng đứng, chỉ vì lối hành xử vô pháp và lòng tham khiến nguồn chất xám quý giá đã dần chảy ra khỏi giải đất hình chữ S này. Ông Trịnh Vĩnh Bình và lý thuyết cứu tổ đắm tại Việt Nam đã được vận hành như thế nào? Bị chất vấn nhiều lần với câu hỏi mà nhiều độc giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói riêng và công luận Việt Nam nói chung đặt ra sau khi nghe biết về vụ kiện xuyên thế kỷ của ông rằng tại sao đã mất cả chi lẫn chài, thậm chí suýt mất cả mạng trong cuộc sống lần đầu tiên về Việt Nam đầu tư mà ông vẫn đâm đầu vào chỗ chết khi quyết định tiếp tục đầu tư kinh doanh tại Việt Nam với khu resort Long Beach ở Phú Yên. Ngay cả trong thời điểm đang diễn ra kiện tụng gay cấn với chính phủ Việt Nam, ông Trịnh Vĩnh Bình đã bật cười thú vị pha lẫn chút nuối tiếc. Ông nói: "Tôi học kinh tế ra trường và tôi học về reorganization, tức là khi mình lên một chiếc tàu sắp đắm rồi thì mình phải làm sao cho tàu nổi lên, tức là mình phải quăng đồ đi để cho tàu nổi lên. Thì với Việt Nam tôi đã tính rồi, tôi thấy hậu chiến rồi, biết bao nhiêu là đổ vỡ, mình không nỡ, mình thấy không thể đứng ở đó chửi bới trong bóng tối được, mình phải thắp ánh sáng lên bằng cách nào câu hỏi cũng được đặt ra là mình làm sao cho kinh tế tốt lên. Và tôi đã có bài toán sẵn, được chuẩn bị trước rồi. Tôi về, tôi tính rằng mình cứ lấy bản thân mình thôi, không cần nói gì hết, mình cứ làm tới thôi. Ở đâu thì mình làm tốt cho dân, cho công ăn việc làm, cho kinh tế ở đó tốt." Ông vua Chả Giò nổi tiếng một thời ở Hà Lan đã tâm sự như vậy. Nhưng tại sao Việt Nam có câu là chống diễn biến hòa bình? Trịnh Vĩnh Bình tiếp rằng, chính cái vấn đề không nói mà làm tốt nên thì cái đó Cộng sản rất sợ. Họ nói là diễn tiến hòa bình. Mà diễn tiến hòa bình mà còn chống thì trên thế gian này còn cái gì nữa để mà làm? May mắn trong thời gian đầu mới về Việt Nam, triệu phú Việt Kiều Hà Lan đã kịp áp dụng và rất thành công với lý thuyết cứu tàu đắm khi ông cứu một xưởng đông lạnh, móng đầu tư đầu tiên ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một số công trình khác. Ông nói, tôi về đó vào năm 1993, tôi mua lại cái xưởng đông lạnh. Khi tôi lên ở đó thì chỉ có khoảng 80 công nhân thôi, mà 1/3 số công nhân là đội ngũ con nít. Tôi lên nhìn cách mấy anh làm thì trong vòng 15 phút tôi đã thấy cái gì làm cho họ thất bại và tại sao họ thất bại rồi. Tức là cơ chế thất bại, cách điều hành thất bại và không kiến thức về ngành nghề. Ông Bình cho biết về tình trạng của xưởng đông lạnh hải sản đang nợ ngập đầu và sắp phá sản mà ông đã mua lại. Ông nói, tôi mua lại xưởng đó với giá là 750.000 đô la thời đó, tức là mua với số vốn mà họ còn nợ ngân hàng. Tôi về nghiên cứu xong và lập tức áp dụng phương pháp đó, tức là thấy chỗ nào nên sửa, chỗ nào nên cắt, nên quăng ra ngoài thì quăng ra. Đầu tiên và tội nghiệp nhất là đội ngũ 1/3 mấy em chưa đủ tuổi. Bởi vì cái đó thứ nhất là về mặt nhân đạo, mấy em đó cần phải đi học tiếp, cần phải cho chúng một tương lai tốt hơn. Cái thứ hai là vi phạm luật lao động. Thành thử tôi về tôi phải cho thêm tiền để cho mấy em nghỉ và hứa rằng sau này lớn thì bất cứ lúc nào muốn quay trở lại làm cũng đều được cả. Nhưng cái đó mới chỉ là chuyện nhỏ, cái lớn hơn là mình nhìn trong xưởng xem chỗ nào vận hành sai, cần thay đổi cái gì thì mình thay đổi cái đó. Như vậy, sau 1.5 năm, cái xưởng này từ lỗ lã đã vươn lên chiếm tổng sản lượng thủy sản của Vũng Tàu thời đó là 35%. Từ nhà máy chế biến thủy sản cho đến hàng triệu hectare đất trồng rừng, nhiều đất đai ở khu vực
Tam Giác Vàng, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai mua sẵn để chuẩn bị xây dựng cơ sở, vân vân. Tất cả đều nằm trong bài toán của Trịnh Vĩnh Bình, đó là lôi kéo các kỹ nghệ nổi tiếng của châu Âu về Việt Nam để thay máu nhờ lực lượng lao động giá rẻ trước khi các kỹ nghệ này rơi vào tay Trung Quốc. Nhưng bài toán này đã không trở thành sự thật. Thành công nhanh chóng ban đầu của ông đã khiến cho mùi tiền bị đánh hơi sau những lục đục nội bộ và ông đã gặp nạn. Vào ngày 5 tháng 12 năm 1996, ông Trịnh Vĩnh Bình chính thức bị bắt với cáo buộc là tội trốn thuế. Cáo buộc này sau đó nhanh chóng được chuyển đổi thành vi phạm các quy định về quản lý đất đai và tội hối lộ vì thiếu căn cứ. Theo lời luật sư Nguyễn Minh Tâm, một trong những luật sư của ông Bình lúc bấy giờ đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Vào năm 1999, ông Bình bị kết án 11 năm tù và bị tịch thu toàn bộ tài sản, bất chấp Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan nhiều lần can thiệp bằng cách gửi thư khẩn đến Bộ Ngoại giao và Chính phủ Việt Nam yêu cầu hoãn thi hành án đối với ông Bình cho đến khi các chính sách mới được làm rõ. Và Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội đi lên chiều thẳng đứng như thế nào? Không phải ngẫu nhiên mà một triệu phú đang phất lên như Trịnh Vĩnh Bình đưa ra quyết định bán toàn bộ gia sản, mang hơn 2 triệu đô la và 96 kg vàng về Việt Nam đầu tư vào đầu những năm 1990. Là doanh nhân gốc Việt duy nhất trong đoàn doanh nghiệp hạng nặng đi cùng với Bộ trưởng Hà Lan sang Việt Nam thăm dò đầu tư sau khi cả hai nước ký cam kết bảo hộ đầu tư song phương, Trịnh Vĩnh Bình cho biết ông đã nghiên cứu kỹ lưỡng những chuyển động của thời cuộc trước khi đưa ra quyết định liều lĩnh và táo bạo trên. Thời đó, Liên Xô đã thay đổi, Đông Âu đã thay đổi, và tôi nghĩ là tôi về thời gian này may ra tôi sẽ làm được việc, tức là tôi làm kinh tế cho đến ngày mở cửa, rồi thật sự thì hàng lô, hàng khối, nhân tài sẽ trở về, ông Bình đã kể lại với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tính toán này của Trịnh Vĩnh Bình cũng được khẳng định trong một kỳ hội thảo mà ông được tham dự tại Singapore khi đất nước nhỏ bé tìm cách thu hút đầu tư quốc tế vào thời điểm đó. Ông kể, năm đó vào năm 1990, lúc đó Singapore còn nghèo, chưa khá. Singapore qua một số quan hệ mời những doanh nghiệp châu Á trên toàn thế giới về Singapore họp 3 ngày để tìm giải pháp thu hút đầu tư. Singapore có mời 23 vị ở trường Harvard của Mỹ về thuyết trình. Mỗi buổi có một bộ trưởng điều hành, một ngày có hai bộ trưởng. Trong một buổi sáng thứ hai, ông bộ trưởng Điểm Tân đã nói rất rõ rằng: quý vị cử tọa nên chú ý một điểm, trong thời gian tới có một quốc gia trong vùng Đông Nam Á sẽ phát triển rất nhanh, không phải từ từ đi lên mà nhảy vọt, đó là Việt Nam. Ông nói thế này: Việt Nam giờ đang có hàng triệu trí thức khoa học ở nước ngoài, trong Đông Nam Á này chưa có nước nào có điều kiện đó. Việt Nam do lịch sử đã tạo thành Việt Nam giờ có hàng triệu người khoa bảng trí thức ở nước ngoài. Khi một triệu người này đi về Việt Nam thì Việt Nam sẽ cất cánh đi thẳng lên, chứ không phải đi theo kiểu đi xiên. Thế rồi, trong những năm tiếp theo, một trong hàng triệu người trí thức doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài ấy trở về nước đóng góp là ông đã mất trắng toàn bộ tại quê hương, từ gia sản cho đến những ước mơ. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bộ xét nghiệm COVID-19 không đảm bảo, dân đã chết, ai sẽ chịu trách nhiệm? Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong thông cáo báo chí phát đi vào hôm 21 tháng 12 năm 2021 cho biết sản phẩm kit xét nghiệm PCE do công ty Việt Á sản xuất là loại kit đã không được đáp ứng các nhu cầu và hồ sơ an toàn, công năng hoặc QMS theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới. Bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á dù trước đây chỉ nộp hồ sơ chứ chưa được WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới, chấp nhận trong thời gian 2 năm qua vẫn đang lưu hành khá phổ biến ở Việt Nam, và điều này đã gây tác hại khôn lường. Khi đó, chính Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam cũng đã cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận bộ xét nghiệm của công ty Việt Á. Vào ngày 20 tháng 12, thông tin này đã bị gỡ bỏ khỏi trang web chính thức của bộ này với lý do có sai sót về mặt thông tin. Vậy, nếu sản phẩm kit xét nghiệm PCE công ty Việt Á sản xuất không an toàn, có thể đưa ra kết luận sai, gây lây nhiễm COVID-19, thậm chí bệnh nhân sau lây nhiễm có thể tử vong, thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho những nhân mạng này?
Nhà báo Vũ Văn Tạo khi trả lời đài FA từ hôm 22 tháng 12 đưa ra nhận định như sau. Rõ ràng chúng ta đều biết bộ kit xét nghiệm đó mà sai thì việc chẩn đoán cũng sai theo. Ví dụ, không bị mà kết luận dương tính rồi lôi vào khu tập trung bị lây chéo rồi chết, nguy hiểm, kinh khủng. Rồi người rõ ràng bị nhưng cái test sai cho kết quả âm tính thì người ta lại lây cho gia đình và cộng đồng, gây nguy hiểm, kinh tế. Mà Việt Nam đã có khoảng 27.000 người chết vì Covid-19 thì không biết có bao nhiêu người sẽ chết oan vì test sai ở đây. Vì rõ ràng test của Việt Á gần như thống trị thị trường Việt Nam. Trong khi trước đó, báo chí nhà nước đã luôn ca tụng bộ kit test của Việt Nam có chất lượng được cho là đạt tiêu chuẩn ngoại. Vì vậy, sản phẩm của Việt Á kể từ khi được Việt Nam phê chuẩn đã được bán ra với giá cao ngất ngưởng trên trời. Và vừa qua đã phát hiện các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam được lót tay nhiều tỷ đồng và với giá bán được ghi trong thông báo của Bộ Y tế Việt Nam gửi ra là 470.000 đồng cho một bộ đối với các đơn hàng mua từ 500.000 bộ trở xuống. So sánh với các sản phẩm khác được sản xuất trong nước, mức giá của Việt Á cao hơn rất nhiều. Đơn cử giá một bộ xét nghiệm của các công ty trong nước khác là từ 179.000 đồng đến 385.000 đồng, còn hàng nhập khẩu có giá từ 280.000 đồng đến 600.000 đồng. Và chính Bộ Y tế Việt Nam vào ngày 21 tháng 12 cũng đã thừa nhận vụ nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là rất nghiêm trọng và cần phải xử lý. Tuy nhiên, bộ này lại không nói trách nhiệm của chính mình. Vậy, liệu trách nhiệm có phải chỉ của một mình ông chủ Việt Á, Phan Quốc Việt hay không? Hay phía sau là cả một tập đoàn lũng đoạn từ dưới đến trên, bao gồm các đảng viên Đảng Cộng sản cấp cao? Vậy ai là người sở hữu công ty Việt Á? Câu hỏi cũng được đặt ra. Facebook Nguyễn Tấn Thành đặt câu hỏi và nêu nhận định rằng đúng là Việt Nam, nhưng chỉ có tới 2017, khi đó ai đã bỏ vào 800 tỷ để nắm 80% cổ phần công ty và ai đó đã rất có thế lực để ép Việt từ sở hữu Việt Á thành người làm công với cổ phần dưới 20%. Đúng là tiền hối lộ không thể chuyển khoản, nhưng ai đó đã phải có rất nhiều thế lực để Việt Á chuyển khoản không sợ lưu dấu vết sau này. Đúng là nhà báo đã tự do đưa tin không chỉ có hình ảnh xưởng 10m² làm hàng ngàn tỷ đồng mà còn là lời khai, điều gọi là bí mật điều tra, nhưng báo chí lại sợ không dám đưa ông chủ Việt Á thực sự là ai. Đúng là nước Việt Nam hiện rất thối nát, dùng tiền mua được tất cả, nhưng để mua một buổi lễ hoành tráng dối trá Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, các chỉ định về giá của Bộ Y tế lừa dối giết người khi 3 vạn đồng bào đã chết, thì ai đó phải rất có quyền lực ở cái chế độ này. Vậy người có quyền lực lớn như vậy làm chủ Việt Á là ai? Và liệu trong bộ ba quyền lực nhất hiện giờ, ông Vượng, ông Trọng hay ông Phúc đây? Ông Nguyễn Tấn Thành đưa ra nghi vấn. Còn từ Sài Gòn, luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng đừng vội phán xét ông chủ Việt Á khi đã ra tay thổi giá cắt cổ dân lành bằng mọi giá sản phẩm trên trời như thế. Vì đơn giản, tìm kiếm lợi nhuận cao không phải là hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp. Theo luật sư Mạnh, chỉ có thể chê trách về phương diện đạo đức xã hội mà thôi, mà đạo đức xã hội lại vốn là khái niệm khá co giãn, tùy nơi, tùy lúc và tùy người, ông Mạnh nói tiếp. Thế nhưng, khi ông chủ Việt Á lại quả hoa hồng cho lãnh đạo của CDC duyệt mua sản phẩm, thì mới bắt đầu nảy sinh vấn đề của pháp luật. Cái gọi là lại quả hoa hồng cho cán bộ nhà nước, thực chất nó là hối lộ, là hành vi vi phạm pháp luật theo một tội danh của bộ luật hình sự. Bởi lẽ, cán bộ nhà nước rất khác với thường dân. Thường dân thì có quyền làm những điều mà pháp luật không cấm, nhưng cán bộ nhà nước thì chỉ làm những điều mà pháp luật quy định mà thôi. Đây là điểm khác nhau. Và khi này, việc thổi giá của ông chủ Việt Á mới thành chuyện khá lớn trong cả nước. Vì rủi ro cho ông chủ không phải tư nhân bị mua đắt mà là ngân sách quốc gia đang phải thanh toán cho món hàng bị thổi giá này. Khoản chênh lệch giá thật và giá bị thổi trở thành số tiền ngân sách bị thất thoát. Bao nhiêu tiền bị thất thoát là bấy nhiêu tội trạng được ghi nhận. Cũng theo luật sư Đặng Đình Mạnh, bên cạnh các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, những vấn đề liên quan khác của ông chủ Việt Á và đối tác cũng có khả năng trở thành vấn đề của pháp luật. Ví dụ như lừa dối khách hàng, vi phạm quy chế đấu thầu, tham ô, v.v. đều ở mức độ nghiêm trọng. Ông Mạnh cho biết thêm như sau.
Với thông tin từ báo chí chính thống, xem ra khá nhiều cơ quan trung ương khó nói mình có thể vô can trong vụ án. Đây cũng là phép thử cho những lời hứa về chỉnh đốn v.v. Chắc chắn công chúng sẽ trông chờ vào những động thái pháp lý tiếp theo có đảm bảo xử lý vụ án một cách triệt để, không vùng cấm, không bỏ sót tội phạm hay không. Và trở lại với ông chủ Việt Á, luật sư Mạnh cho rằng nếu có bị luật pháp trừng phạt cũng hoàn toàn chính đáng. Đương nhiên, ngoại trừ hành vi thổi giá với tư nhân mà thôi. Nhưng phần thổi giá với CDC để rút tiền từ ngân sách quốc gia thì không thể thoát. Nhà báo Văn Tạo đưa ra nhận định thêm như sau. Cách đây 3 năm, ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra chương trình gọi là chống tham nhũng tiêu cực. Ông cho rằng nếu không ngăn cản thì sẽ sụp đổ chế độ, Đảng Cộng sản mất quyền lãnh đạo, v.v. Thì lần này liên quan lùm xùm bộ thiết 19 của công ty Việt Á là một minh chứng hết sức rõ ràng cho vấn đề đó. Và đặc biệt khi Bộ Công an đã điều tra ra giám đốc CDC Hải Dương mua của Việt Á 151 tỷ đồng các bộ test đó và được Việt Á lại quả cho tới 30 tỷ đồng. Dư luận còn cho là khủng khiếp, đặc biệt còn liên quan đến tính mạng người dân vốn đã khốn đốn trong đại dịch. Cũng theo nhà báo Võ Văn Tạo, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Môi trường, Bộ Quốc phòng v.v. phải đình chỉ khởi tố ngay những người có liên quan. Ví dụ như xử lý hai ông Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ, Môi trường hay bên Quốc phòng phải xử lý ông Giám đốc Học viện Quân sự, Quân y, ông Tạo giải thích thêm. Vì khi đã có tuyên bố Học viện Quân y kết hợp với Việt Á để nghiên cứu và sản xuất kit xét nghiệm này, thì rõ ràng người đứng đầu ngành y tế của các địa phương sẽ có phần nào tin cậy. Trong khi báo chí thì phanh phui, xưởng sản xuất bé tí tẹo khoảng 10m², nhân viên thì chỉ 10 người, đồ nghề thì như mấy người pha rượu lậu, không ra gì cả, mà cung cấp mấy chục triệu bộ test trên toàn quốc, doanh thu khổng lồ, gần 4.000 tỷ đồng. Thì phải đặt dấu hỏi với anh lãnh đạo Học viện Quân y, tôi cho rằng là chuyện gian dối chưa từng có. Vào ngày 17 tháng 12 năm 2021, Công an đã bắt giữ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt và Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương Phạm Duy Tiến cùng với 5 người khác vì tội cho là đã bắt tay nhau nâng khống giá để hưởng lợi từ bộ xét nghiệm COVID-19 do Việt Á sản xuất. Công an tỉnh Nghệ An vào hôm 21 tháng 12 cũng đã thu nhập các hồ sơ liên quan đến 4 gói thầu của công ty Việt Á với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC tỉnh Nghệ An. Trước đó, Đài truyền hình Việt Nam VTV có phát thông tin về việc bà Phan Tôn Nguyên Thảo, trợ lý tài chính của công ty công nghệ Việt Á, đã khai nhận với cơ quan công an trong quá trình bán kit xét nghiệm COVID-19 có chi tiền hoa hồng cho CDC Nghệ An. Tuy nhiên, Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định khi trả lời báo chí vào ngày 21 tháng 12 cho biết bản thân chưa nhận bất kỳ khoản tiền hoa hồng nào từ công ty Việt Á cả. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc khi trả lời Đài Tiếng Nói AFA từ Mỹ vào hôm 21 tháng 12 cho rằng nếu như ban chuyên án và đảng và nhà nước không lãnh đạo, chỉ đạo để làm sáng tỏ vấn đề về công ty Việt Á thì sẽ là mồ chôn uy tín của đảng và nhà nước. Vì đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng chứ không phải chỉ một cái chuyện tham nhũng, hối lộ, hàng gian, hàng giả bình thường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay Chủ nhật 26 tháng 12 năm 2021 với bản tin Bộ xét nghiệm COVID-19 không đảm bảo, dân đã chết, ai chịu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin.